quý bà con đang theo dõi tin nhanh về thị trường lúa gạo. Hôm nay ngày 13 tháng 8, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung ít gạo đẹp, kho mua vào khá, giá giảm nhẹ. Giá lúa tươi tại các khu vực có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Ghi nhận giá lúa tại An Giang, Long An và Sóc Trăng, giao dịch lúa cầm chừng, giá lúa neo cao, chi tiết như sau. Đại Thông 8 hiện có giá 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM380 dao động từ 7.100 đến 7.300 đồng một ký, OM18 hiện có giá 7.600 đến 7.700 đồng một ký, OM5451 ở mức 7.350 đến 7.700 đồng một ký, IR50404 7.000 đến 7.200 đồng một ký, lúa tài nguyên 7.700 đến 7.800 đồng một ký, OM4900 giá niêm yết 7.300 đến 7.600 đồng một ký. Theo đó, tại thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, giao dịch chậm, lúa thu đông ở một nguồn cọc chưa nhiều, chủ yếu còn lúa non ít ngày tuổi. Cụ thể, lúa Nhật hiện có giá 8.000 đến 8.100 đồng một ký, RVT 7.300 đến 7.400 đồng một ký, ST24, 25, 8.400 đến 8.600 đồng một ký, Jasmine giá niêm yết 7.600 đến 7.700 đồng một ký, Japonica 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM34 giá dao động từ 6.400 đến 6.500 đồng một ký, Nền Hoa hiện có giá 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Sau một thời gian ngắn, giá gạo xuất khẩu neo ở mức thấp thì nay giá gạo xuất khẩu đã tăng trở lại 3-5 đô la Mỹ một tấn. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở mức 435 đô la Mỹ một tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 562 đô la Mỹ một tấn, tăng 3 đô la Mỹ một tấn, và gạo 25% tấm ở mức 525 đô la Mỹ một tấn, tăng 5 đô la Mỹ một tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, ngày 6 tháng 8, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, đại diện các bộ ngành, các địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp sản xuất, kinh